Kính chào quý vị và các bạn, nhu cầu họp trực tuyến là xu hướng tất yếu trong thời kỳ công nghệ 4.0, đặc biệt là trong thời kỳ Internet bao phủ như hiện nay thì họp trực tuyến càng cho thấy được tính năng ưu việt mà nó mang lại. Tuy nhiên, giải pháp cho phòng họp trực tuyến như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất là điều mà không ít mọi người đang quan tâm. Và hôm nay thì Huyền Trang xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn giải pháp họp trực tuyến cho phòng họp trung bình. Hãy cùng Huyền Trang tìm hiểu nhé! Phòng họp trực tuyến trung bình với hệ thống thiết bị phục vụ mục đích họp online, số lượng từ 7 đến 12 người. Với số lượng người nhiều hơn, giải pháp họp trực tuyến cho phòng họp nhỏ nên giải pháp cho phòng họp này sẽ bao gồm một máy tính được kết nối với camera có khả năng zoom quang học. Với camera có khả năng zoom gần như vậy thì cho dù vị trí của người phát biểu ở xa thì cũng có thể nhìn rõ ràng. Góc quay của camera có thể thay đổi được bằng điều khiển chỉnh tay đi kèm. Với chiếc remote này, quý vị có thể dễ dàng điều khiển camera như ý muốn từ xa mà không cần phải di chuyển đến nơi đặt để điều chỉnh góc quay bằng tay. Hình ảnh từ camera rất chân thực, rõ nét và khá nịnh mắt. Âm thanh của phòng họp trực tuyến trung bình đến từ 1 đến 2 speakerphone đặt trên bàn với chức năng 2-trong-1. Thiết bị được tích hợp loa và micro thu tiếng đa hướng, hoạt động hiệu quả trong khoảng cách 2m. Khoảng cách được tính từ micro đến người phát biểu có thể ghép nối bổ sung thêm speakerphone để tăng cường tín hiệu âm thanh và khoảng cách thu âm. Các bộ thu phát này được kết nối với nhau bằng dây cáp hoặc kết nối không dây thông qua Bluetooth. Đảm bảo hoạt động hiệu quả cho cuộc họp từ 7 đến 12 người có thể thu tiếng trọn vẹn và rõ ràng. Như vậy, với mỗi thiết bị loa và micro tích hợp 2-trong-1 sẽ phục vụ cho khoảng 6 người xung quanh nó. Hệ thống hình ảnh và âm thanh của phòng họp trực tuyến được điều khiển bằng phần mềm được cài đặt trên máy tính. Với phần mềm này, người sử dụng có thể quản lý những thành viên tham gia họp trực tuyến, nâng cao tính bảo mật, đảm bảo không có người ngoài kết nối vào phòng họp nội bộ. Toàn bộ hình ảnh của những người tham gia họp online sẽ được hiển thị trực tiếp ở trên màn hình với độ phân giải cao. Màn hình kết nối sử dụng các tín hiệu cao cấp, đảm bảo hình ảnh sắc nét và hạn chế tối đa độ trễ khi chuyển phát hình ảnh. Theo trải nghiệm của Huyền Trang thì âm thanh phát ra từ thiết bị tích hợp này rất trong và dễ nghe. Ngoài ra thì thiết bị này còn có thể di chuyển theo vị trí của người ngồi khi tham gia. Huyền Trang xin được đưa ra lời khuyên tới quý vị và các bạn là chúng ta nên sử dụng phần mềm bản quyền để có được trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng, tránh bị giới hạn về thời gian và một số hạn chế do sử dụng phần mềm phiên bản trải nghiệm miễn phí. Và sau những chia sẻ vừa rồi thì quý vị và các bạn còn có những băn khoăn hay lo lắng nào trong dự định lắp đặt phòng họp trực tuyến hay không? Để biết thêm thông tin và giải đáp các thắc mắc của mình thì xin mời quý vị liên hệ đến hotline ngay trên màn hình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Họp trực tuyến, xu hướng tất yếu của thời kỳ công nghệ 4.0.